Thưa quý vị, thời gian gần đây thì liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn thương tâm liên quan đến đường ngang dân sinh. Và theo Cục Đường sắt thì có tới gần 50% vụ tai nạn đường sắt có liên quan đến các lối đi tự mở, tự phát. Mặc dù là qua 3 năm triển khai đề án 358 của Thủ tướng Chính phủ đã xóa được gần 2.000 lối đi tự mở, nhưng hiện vẫn còn gần 3.300 vị trí. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên Cuộc sống 24 giờ tại một đường ngang như thế ở Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Theo camera nhà dân ghi lại, vụ tai nạn xảy ra mới nhất vào khoảng 9:30 ngày 15 tháng 2 năm 2024. Tại đoạn đường sắt giao với ngõ 210 đường Ngọc Hồi, thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, khiến một người đàn ông sinh năm 1965 tử vong, điều khiển theo hướng từ ngõ 210 ra đường Ngọc Hồi. Và vô vàn những hình ảnh mà camera người dân sinh sống tại khu vực ngõ 210 Ngọc Hồi ghi lại, những cảnh thoát chết trong gang tấc. Người dân tại khu vực này cảm thấy vô cùng bất an mỗi khi di chuyển qua đường ngang dân sinh này. Chết quá nhiều. Riêng khu vực của tôi ở đây là chết quá nhiều. Mà tôi chỉ biết khu vực, tức là tôi chỉ mới nói là từ đây xuống 1 km và lên 1 km, tức là 2 km. Một xuống mà một lên, tức là 2 km. 2 km thôi là tôi trực tiếp ra xem rất nhiều. Hàng chục vụ. Hàng chục vụ chưa đầy nửa năm luôn. Người dân ở đây thì người ta thường người ta đi đâu người ta quay đầu nhìn lại, nhìn trước nhìn sau, nhưng mà sợ nhất là người ở phương khác đến ấy, ở nơi lạ đến ấy, thì người ta này không để ý đến. Bà Mai là người bán rau tại gần đường tàu đã nhiều năm nay. Đối với bà, ngoài công việc bán rau thì bà kiêm thêm một công việc khác nữa, đó chính là cảnh báo người dân sang đường. Công việc không tên ấy đã cứu sống không biết bao nhiêu người. Thường thường thế này này, trong giờ hành chính, trong giờ ngày thế này thì là còn đỡ này. Như chiều tối tối đấy, như cái vụ chứng kiến là hai cái con bé nó bị Linh Bình đấy. Nó học đại học, nó nhập học. Thì nó ra đây thì coi như là lúc 7 giờ tối đấy, không có người. Thế là thôi, chết cả hai đứa luôn. Thằng đường tàu này gạt luôn sang bên đường bé này. Theo thống kê từ Ủy ban Nhân dân thị trấn Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn có khoảng 67 lối ngang dân sinh qua đường sắt, luôn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Tuy nhiên, có một thực tế đó là hầu hết các vụ tai nạn xảy ra tại điểm đen này đều là những người lạ, từ nơi khác đi qua đây. Việc người dân thiếu quan sát khi băng qua đường sắt vẫn luôn là nguyên nhân chính dẫn đến các vụ tai nạn. Tôi đã đẩy mạnh các cái hoạt động tuyên truyền. Thứ nhất là tuyên truyền trên hệ thống đài phát thanh. Thứ hai là tuyên truyền qua các cái hội nghị của chi bộ, của tổ dân phố, rồi của các cái hội đoàn thể như là Mặt trận Tổ quốc, hội đoàn thanh niên, hội phụ nữ. Đấy, thì qua các cái hoạt động đấy thì gắn với cái công tác tuyên truyền về luật an toàn giao thông, cũng như là các cái tình huống đấy, xảy ra khi xảy ra những cái vụ tai nạn giao thông rất là thương tâm trên địa bàn. Theo thống kê của Cục Đường sắt Việt Nam, hiện nay trên các tuyến đường sắt vẫn còn tồn tại 8 điểm đen và 1.282 điểm tiềm ẩn các nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường sắt. Thậm chí hầu hết các đường ngang hiện nay đều có thể là một điểm đen tai nạn nếu ý thức của người dân không thay đổi. Vì vậy, mỗi người dân hãy tự bảo vệ sự an toàn của chính mình chỉ bằng vài giây dừng xe và quan sát. Thưa quý vị, Tổng Công ty Cảng Hàng Không Việt Nam ACV đã có yêu cầu chấn chỉnh việc di chuyển của các phương tiện, thiết bị và duy trì tưới nước, dập bụi đường công vụ trên công trường dự án sân bay Long Thành. Động thái được đưa ra do những ngày qua, bụi từ sân bay Long Thành phát tán ra khu dân cư, đường cao tốc, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân và phương tiện đi lại. Theo ACV, bụi bùng phát mạnh trong những ngày qua do miền Nam đang vào cao điểm mùa khô, gió mạnh, trong khi các dự án thành phần như nhà ga, đường cất hạ cánh đang được đẩy nhanh tiến độ. Thêm vào đó, mặt bằng dự án rất rộng lớn nên thường xuyên hình thành các cơn lốc xoáy đưa bụi phát tán ra xa khỏi công trường. Để khắc phục tình trạng bụi, Tổ an toàn vệ sinh môi trường của chủ đầu tư và các liên danh nhà thầu thi công dự án đã cho 35 xe bồn tưới nước thường xuyên với tần suất 5 lần một ngày. Đồng thời, lực lượng giám sát cũng yêu cầu các xe phải đi đúng đường công vụ, không được băng qua bãi đất trống trong hoạt động thi công.
đối với các bề mặt san nền đã hoàn thiện theo cao độ thiết kế, ACV yêu cầu đơn vị thi công triển khai trồng cỏ ngay để giữ bề mặt đất và chống bụi cho các khu vực mái ta luy đắp, đất chống và dải bảo hiểm khu bay. Mục tiêu đến mùa mưa năm nay sẽ phủ kín cỏ các khu vực trên, hạn chế tối đa được lượng bụi phát tán vào không khí. Thưa quý vị, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, vào khoảng 6 giờ ngày 20 tháng 3, một người dân ở thị xã Đông Hòa đi bộ tập thể dục đã phát hiện và nhặt được một vật thể hình khối chữ nhật được quấn băng keo màu bạc xung quanh, kích thước là 23,5 x 12 x 3,5 cm, được nghi là ma túy nên đã trình báo cho cơ quan chức năng thị xã Đông Hòa. Trước đó, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 3, qua tuần tra và nhận được trình báo của người dân, lực lượng chức năng thị xã Đông Hòa đã phát hiện tạm giữ 12 gói ni lông và một bịch ni lông, nghi là ma túy. Vào ngày 17 tháng 3, tại khu vực bờ biển thuộc thành phố Tuy Hòa, một người dân trong lúc tắm biển cũng đã phát hiện trên mặt nước có một vật thể hình chữ nhật, trọng lượng khoảng 1 kg, và trình báo lực lượng chức năng. Qua test nhanh, lực lượng chức năng thành phố Tuy Hòa xác định chất bột màu trắng chứa trong túi ni lông trên dương tính với ma túy, loại cocaine. Hiện lực lượng chức năng địa phương đã thu giữ tang vật để xử lý và tiếp tục tìm kiếm, đồng thời khuyến cáo người dân nếu phát hiện những gói ni lông giống như trên thì báo ngay cho ngành chức năng để thu giữ, xử lý kịp thời. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận khoảng 10.000 người tiêm vaccine phòng dại do súc vật cắn mỗi tháng kể từ đầu năm 2024, tăng gần 1.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC) cho biết gần 75% người tiêm ngừa là do chó cắn, tiếp đến là mèo, rơi và 4,6% là các loài vật khác. Hơn một nửa số người tiêm ngừa ghi nhận vết thương ở mức độ 3, tức là vết cắn sâu xuyên qua da, gây chảy máu hoặc bị súc vật liếm lên vết thương hở. Riêng tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới ghi nhận 7 trên 7 trường hợp tử vong do bệnh dại là những bệnh nhân ở các tỉnh chuyển đến. Thời tiết nắng nóng kéo dài là môi trường thuận lợi bùng phát bệnh dại. Thói quen thả rông, không dọa mõm chó mèo cũng khiến nhiều người bị cắn hơn. Trên cả nước, số ca mắc bệnh dại có xu hướng tăng. Đầu năm cho đến nay, Bộ Y tế ghi nhận 22 người đã tử vong do bệnh dại, gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Bộ Y tế nhận định, trong thời gian tới, nguy cơ lây nhiễm bệnh dại từ động vật sang người vẫn tiếp tục tăng do tỷ lệ tiêm vaccine phòng dại trên tổng đàn chó mèo còn thấp, công tác quản lý vật nuôi còn hạn chế. Thưa quý vị, năm 2021, trạm kiểm dịch động vật nội địa ở Hà Tĩnh được xây dựng với tổng mức đầu tư là gần 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi hoàn thành, dự án này không thể đưa vào sử dụng mà phải bỏ hoang. Sau nhiều năm, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp, gây lãng phí nguồn ngân sách. Đây là trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh, được xây dựng trên diện tích khoảng 2.500 m², có những hạng mục chính như nhà làm việc 2 tầng, nhà nhốt động vật, lò tiêu hủy ở dọc quốc lộ 1A. Dự án đã được Sở Xây dựng nghiệm thu vào năm 2021, nhưng không thể bàn giao đưa vào sử dụng. Ban cũng đã có đề nghị trạm, đề nghị việc tiếp nhận, nhưng mà do điều kiện là cái trạm hiện nay chưa có đường vào ra, nên là rồi hệ thống điện nước chưa được đấu nối. Nên để mà thực hiện nhiệm vụ thì chưa thể thực hiện được. Được biết, năm 2015, tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt đầu tư xây dựng dự án trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh với tổng mức đầu tư gần 8 tỷ đồng do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư. Nhưng đến năm 2018 thì chuyển giao lại cho Ban Quản lý Dự án Đầu tư Công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh thực hiện. Điều đáng nói, dù vị trí triển khai dự án không có quy hoạch đường gom đấu nối với quốc lộ 1A, nhưng vẫn được phê duyệt và thi công. Quá trình thực hiện lựa chọn vị trí đầu tư thì ban cũng không nắm được cái thông tin từ trước. Chỉ có cái điều làm trong quá trình thực hiện là đến lúc mà công trình gần xong rồi thì ban mới phát hiện ra những cái việc bất cập trong cái việc là cái quy hoạch về vị trí. Thì lúc đấy công trình này cũng đã được triển khai một thời gian. Từ năm 2021 đến nay, trạm kiểm dịch động vật đóng trên địa bàn phường Đầu Liễu, thị xã Hồng Lĩnh vẫn đang bị bỏ hoang. Việc không có người chăm sóc khiến cho thực trạng trở nên nhếch nhác, nhiều hạng mục đã có dấu hiệu xuống cấp. Điều này không chỉ gây lãng phí nguồn ngân sách nhà nước mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến công tác kiểm dịch động vật trên địa bàn. Trong khi đó, các đơn vị liên quan vẫn đang loay hoay, chưa tìm ra giải pháp để sớm đưa cơ sở này vào hoạt động. Trong khi trụ sở tiền tỷ bị bỏ hoang thì nhiều năm qua, để có nơi làm việc, trạm kiểm dịch động vật Hà Tĩnh phải thuê nhà dân. Do không có khu chức năng đặc thù, vị trí không phù hợp, nên quá trình dừng đỗ phương tiện, thực hiện công tác kiểm dịch dọc quốc lộ 1A vừa gây mất an toàn giao thông, vừa ô nhiễm môi trường,
ảnh hưởng rất lớn đến người và phương tiện qua lại. Thời gian gần đây, hàng chục hộ dân sống tại xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình lo lắng bất an khi mà những ngôi nhà của họ bị nứt nẻ. Nguyên nhân là do ảnh hưởng từ rung chấn mạnh của máy móc lu, đầm khi thi công nút thắt đường tránh quốc lộ 12A. Lo lắng bất an là tâm lý của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Hoài, cũng như của nhiều hộ dân khác ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Dù vừa đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay, nhưng căn nhà của chị đã xuất hiện các vết nứt và sụt lún tại nền nhà, tường và rầm. Trong nhà là rung hết cả ban ghế, dương là rung như là đông đất đó nè. Hiện tại bây giờ thì nhà hẳn đất nhiều và tân nhà, này, tương nhà này, và có những cái bề nước lọc á, là nứt và nước chảy ra ngoài luôn. Huyện cũng đề nghị đơn vị thi công, chủ đầu tư có cái phương án thi công phù hợp để là bảo đảm cái quyền lợi cho người dân cũng như là cái môi trường sống của người dân. Và điều đặc biệt quan trọng là đề nghị chủ đầu tư phải là cùng với là cái đơn vị bảo hiểm để là kiểm tra cái mức độ thiệt hại của bà con nhân dân do cái quá trình thi công gây ra để có cái phương án bồi thường. Dự án xây dựng cải tạo nâng cấp quốc lộ 12A đoạn tránh thị xã Ba Đồn do Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, do việc lưu dung làm ảnh hưởng đến 44 nhà hộ dân và 2 công trình tập thể, khiến nhà cửa và các công trình bị nứt nẻ nghiêm trọng, khiến người dân bất an và lo lắng. Được biết, chủ đầu tư đã có gói thầu bảo hiểm và hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm Pizico chi nhánh Quảng Bình đối với các công trình này. Hiện tại thì là tổng số nhà mà đã được đánh giá là 44 công trình xây dựng ấy, tức là 44 nhà đấy, và của 41 hộ dân và 2 tổ chức. Thì tiến trình tiếp theo thì hiện tại là chủ đầu tư đang yêu cầu bên đơn vị tư vấn giám định độc lập là khẩn trương có cái kết quả trên cơ sở mà đánh giá hiện trạng thì ra cái kết quả tổn thất để mà thông báo cho các hộ dân. Để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, các đơn vị liên quan đến dự án cần sớm có phương án giải quyết hợp lý nhằm đáp ứng quyền lợi của người dân cũng như đảm bảo tiến độ công trình. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy nhớ số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.